Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi chào em trai, vào vị trí của mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thật lớn to rõ để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay em 25 tuổi, quê quán của em ở Đắk Lắk, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đang là quản lý sản xuất của một công ty thực phẩm. À thế em vào thành phố là em ở với ai? Dạ em ở với anh của em. Ba mẹ thì còn ở ngoài quê. Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Tuyết Lan, 24 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Em làm công việc gì? Dạ em làm giáo viên tiểu học ạ. À giáo viên tiểu học. Vậy quê mình ở đâu em? Dạ quê em ở Đắk Lắk. Ba mẹ em đã vô đây sinh sống được hơn 12 năm rồi chị. Có khi nào mình nghĩ sau này rồi mình lấy chồng mình lên thành phố mình ở không? Dạ em chưa nghĩ tới nè. Chưa nghĩ tới, giờ bắt đầu mình tập nghĩ vừa lần đi là vừa rồi ha. Dạ. Rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Kiểu cũng hơi đảm đang một xíu chị. Dạ, nên đó cũng là điểm yếu của em. Khi cứ quan tâm người khác quá thì cũng gây cho người ta cảm giác khó chịu. Giống chị đó, bởi vì chị cũng ế đó em. Thế như là mình quan tâm tao quá, nhiều khi mình có lòng tốt mình điện hỏi anh ở đâu, anh làm gì mà người ta tưởng là mình đang thăm dò, phải không? Chứ đang gọi là đang điều tra, nhưng thật ra mình chỉ muốn hỏi thăm để có gì mình mua đồ ăn tới, mình lo sức khỏe. Cho nên là các bạn trai nào mà có ý đồ á thì các bạn trai đấy mới thấy phiền. Chứ những bạn trai nào yêu thương mình, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, nó nên yên tâm. Chưa gặp đúng đối tượng thôi, đúng đối tượng thì sẽ ok hết. Dạ. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Vui vẻ, hòa đồng, dễ gần mà có tính tự lập. Còn điểm yếu của em thì em thẳng tính quá, là nhiều lúc cũng dễ mất lòng người khác, cũng ít nói một chút, cũng hay ngại đám đông. Thế giờ tình trường em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì trước giờ thì em trải qua một mối tình và quen cũng được 4 năm, thời cấp 3 vậy. Thế sao chia tay? Trong quá trình quen nhau thì những cái năm cuối thì cũng cãi nhau nhiều quá. Cãi vì quan điểm không phù hợp hay cãi vì có người thứ ba xuất hiện, hay là vì mình không quan tâm đến nhau, hay có một cái lý do gì cụ thể chứ? Chắc mình cũng không có chu đáo rồi cũng lo cho bạn ấy lắm. Đó, thấy chưa? Cũng không sâu sắc trong chuyện tình cảm thôi chị. Khi mình quyết định mình quen ai thì mình cũng phải dành chút xíu cái thời gian mình quan tâm đến người đó. Chứ đúng là con gái rất là dễ bị tuổi thân. Lúc đó trẻ khác, còn tuổi này là cái tuổi bắt đầu kết hôn được rồi. Mình quen một cái thời gian nào đó mình cũng phải tính đến chuyện lâu dài. Giống như bây giờ chị quen ai mà từng 6 tháng mà chưa có ý định mà đưa về nhà hay là một cái gì đó mà nó xa hơn thì thôi chia tay sớm bớt đau khổ. Thời gian đâu mà chờ đợi, đúng không em? Dạ. Nhớ nha, phụ nữ nào cũng vậy. Cho nên các quý ông phải rút kinh nghiệm. Còn em, tình trường em sao nè? Dạ thì cái mối tình đó là hồi em học đại học chị, cũng 2 năm. Còn gần đây thì em chỉ có tìm hiểu 3 bạn nữa, nhưng mà mình thấy không hợp nên là mình thôi chứ không có tiến tới. À, chị mới là tìm hiểu thôi. Dạ. Còn cái mối tình hồi xưa đại học 2 năm thì lý do sao chia tay, còn nhỏ quá hay sao? Dạ, tụi em còn nhỏ quá, chưa có cái dự định gì cho tương lai hết. Thôi cũng không trách được, cái đó là tình học trò mà, đúng không? Thì bây giờ nè mới là quan trọng. Rồi thế thì em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Có là được chị. Trời ơi, sao có được được em vậy? Có là được là chết à? Không được em đùa thôi chị. Tại vì mấy bạn của em á thì cứ mong chờ của em hết ế đi. Nói chung em cũng không khó tính lắm, mà tại sao cứ tìm hiểu xong rồi người ta cứ lẳng lặng bỏ đi thôi chị? Ủa, người ta lẳng lặng bỏ đi hả? Dạ. Kỳ vậy. Em cũng không biết nữa. Nên là cái gu bạn trai của em thì hơi cao một xíu, với người cũng hơi to xíu để che chở cho em. Em kiểu như em bé nhỏ. Cụ thể em muốn cao nhiêu, to nhiêu, em nói thử coi. Dạ 1m7 trở lên đi chị. 1m7 trở lên. Này mét mấy? 1m8 vậy. 1m8 mấy? 1m8. 1m8? Dạ. Dư rồi. Cao quá không em? Ráng mang giày cao lên nha. Dạ không biết sao em cứ gặp người cao dễ yêu ạ. Mà em thích vậy mà, đúng không? Còn gì nữa không nè? Mắt mũi miệng nè, ngoài tóc mà, tóc tai nè, quần áo ăn mặc nè. Dạ ăn mặc lịch sự là được rồi chị. Bạn đó phải chân thành một xíu. Chứ thường á mấy bạn em gặp thì lúc đầu rất là chân thành, nhưng mà sau đó một thời gian khi người ta đã không muốn, người ta sẽ tìm những cái lý do nó không có chính đáng á chị. Tại tao không thích mình đó em. Dạ. Chứ thích là nhưng nó khác liền. Nhưng mà lúc đầu đã, nếu không thích thì lúc đầu mình đã không thích. Dạ. Mất thời gian của nhau đúng không? Đúng rồi chị. Phải phân minh trong mối quan hệ. Dạ. Nếu thật sự nghiêm túc đến thấy đó là cái đối tượng mình mong muốn thì hãy tìm hiểu, còn không thì nên nói rõ ràng với nhau đâu ra đó. Ngay cả trong lúc quen nhau cũng vậy nữa, có nhiều người không có hiểu cái từ văn minh của Tường nói. Dạ thưa các quý ông, văn minh là như vậy đó. Chúng ta mọi thứ phải thẳng thắn, phải tôn trọng, phải xây dựng. Còn nếu chia tay cũng phải chia tay trong một cái sự rõ ràng và minh bạch. Rồi vậy em muốn tìm một người bạn gái như thế nào về ngoại hình? Cao trên mét 6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá. Không tới đâu anh ơi. Thấp hơn được không?
Em cao được rồi, người ta cao chi, người ta cần người che chở. Tại vì em mất 8 vậy mà bạn ấy mà mất cao, bạn thấp quá cũng kỳ lắm. Tao mang dài lên 2 tấc cũng được vậy. Gì nữa? À, bạn nữ thì dễ thương một chút. Bạn ấy phải nói nhiều nghe một chút. Tại vì em ít nói mà. Tình cảm một chút về trong cái cách ứng xử đó chị. Khiêm tốn quá à, muốn cái gì cũng một chút thôi chứ không cần nhiều. À, rồi, đâu được coi hình hai bạn coi. Một chút, wow. Đó, có một anh chàng đẹp trai, cao ráo, cao 1m8, một chút ở trọng. Trời đất, một cô gái bé nhỏ xinh xinh. Lựa đi. Nãy em chưa biết cái chiều cao của bạn ấy rồi đi. 1m6, tao nói tao không tới rồi, tao nói nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Tự tìm đi. Đâu, anh nào? Anh nào? Ừ, thôi, cái đó dễ chọn. Anh đó phải không? Dạ. Chắc chưa? Sao chọn anh đó? Theo cái chiều cao thì em nghĩ là anh này. Vậy là em thích đầu bù tóc rối, đúng rồi. Bên đây, cô nào? Ê, chắc con này vậy. À, sao chọn bạn đó? Có nét dễ thương. À, rồi. Để xem coi hai bạn chọn đúng hay sai. Đúng có thưởng, sai bị phạt. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim này. Ai sẽ là người bị phạt? Ai sẽ là người được thưởng? Thì em chọn sai rồi chứ. Thì em bị phạt đó. Cô gái chọn rất là trúng luôn. Dạ. Đến đây tham gia chương trình thì anh có món quà tặng em. Dạ. Mong anh sẽ thích. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cái này về nhà thì em mở ra. Dạ, ok. Rồi là bí mật là tôi không được biết á, phải không? Dạ. Trời ơi. Giờ muốn phạt bạn trai gì đây em? Bạn trai hát cho em nghe một bài. Quá đơn giản, hát thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết cho chịu đựng, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Em muốn cả đời này. Hát được đúng không em? Dạ đúng rồi. À, chị chỉ là không thuộc lời rồi khớp rồi không tự tin xíu thôi. Rồi bây giờ cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì hai bạn có cảm nhận như thế nào? Mời em gái nói trước. Dạ, thấy bạn đó có phần nhìn trẻ quá so với tuổi, nên là tại vì em cũng muốn một người trưởng thành á, có một cái suy nghĩ nó trưởng thành hơn nữa đó, nên là em không biết giờ nói sao nữa. Em nãy em nói em nhiêu tuổi? 25. 25, mặt vậy đúng rồi chứ 25 thì trẻ gì nữa. Tuổi trẻ hay là cái mặt trẻ? Mặt trẻ. Chứ em nói ảnh nhiêu tuổi? Tại lúc đầu em cũng nghĩ chắc nhỏ hơn em, nhìn nhỏ hơn em. Trời đất ơi. Thì anh trẻ thì rất là cảm ơn. Thì em nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Là một con gái rất là dễ thương. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Rất là giống cái tiêu chuẩn của anh mà đi đi. Xạo. Nãy em chê người ta lùng. Nãy em nói em muốn 1m6. Bây giờ em nhìn ta mà đã lùng hơn 1m6 mà em nói đúng không? Em đâu có chê gì đâu chị. Về ngoại hình. Cao trên 1m6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá. Không tới đâu anh ơi. Chị nói về cái tiêu chuẩn của bạn gái mà chị. Ờ, mà giờ hỏi cảm nhận sao thì bạn này rất là vừa ý em. Bạn dễ thương á chị ơi, cái tiêu chuẩn chị ơi. Bây giờ cuối cùng là vừa ý hay không vừa ý? Rất ok chị. Rất ok phải không? Dạ. Nghiêm túc vô nha, bạn gái hồi nãy là khen em trẻ nhưng bạn gái có thòng theo đó chê em đó. Biết chê gì không? Hai trẻ con phải vậy? Đúng rồi. Mình phải chứng minh cho bạn gái thấy là cái đó là cái mặt của mình vậy thôi, mình trẻ thôi, đúng không? Nhưng mà tính cách của mình là chỉnh chạc để có thể lo được, chở che được cho bạn ấy. Dạ. Bởi vì phụ nữ thì bây giờ là cái tuổi này là tuổi để mà tiến tới hôn nhân rồi, chứ không phải là tuổi quen đùa vui nữa. Chị Tường sẽ cho em thời gian để tự thể hiện bản lĩnh, lấy lại phong độ, chứ nãy giờ người ta thấy em hơi trẻ con rồi đó. Rồi, mời hai bạn ăn bánh và uống nước và trò chuyện nha. Ít dạ. Phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chào em. Thì đối với anh á, thì vô cái cách ứng xử với người khác thì mình nhiều lúc thấy mình có nói cũng buồn quá nên mình phải mở lòng ra một chút. Dạ. Tại vì cái tính anh từ thời cấp 3 là mình ít nói rồi, nên sau khi trải qua cái sống ở xa nhà nên mình cũng thay đổi một chút. Mình trẻ con không phải trẻ con về cái chuyện mà mình nói chuyện nay có mấy câu mà mình trẻ con là không phải. Nó thể hiện qua cái cách ứng xử của mình, cái cách mà mình quan tâm bạn gái mình như thế nào. Thì lúc nghe giọng thì em thấy như vậy thôi. Còn khi để mình mà có cái quen lâu thì mình mới biết được tính cách của nhau.
Nên là mình cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xem mình như thế nào, chứ không phải là cứ qua một cái gặp mặt ngày đầu tiên và cái ứng xử thì mình mới phán xét một con người, thì đó không phải. Sở thích của em như thế nào nhỉ? Sở thích như ngày rảnh rồi em làm gì hả? Rảnh rỗi thì em đi trà sữa với các bạn thân của em, hay đi coi phim nữa. Với rất là thích chụp hình luôn, nên là cũng mong người yêu hay là bạn trai của em cũng biết chụp hình. Tại vì cái bếp anh cũng vậy, anh có thích đi phượt không nhỉ? Hồi trước á, em thích đi phượt lắm, mà bây giờ á, mình còn... Tại đi xa quá thì kiểu em thì... Cái đi phượt đó là em hay bị ngủ gật á, nên em sợ. Sự thật em cũng mặc hay nha. Bếp anh cũng vậy đó. Vậy anh có hút thuốc không anh? Không anh. Tại vì ba anh á là... cái truyền thống nhà anh là không có cho hút thuốc. Nên là bạn anh gắn thuốc lắm nên không bao giờ. Nếu như mà hôm nay mình có cơ hội thì anh có muốn yêu xa không anh? Anh sẽ vì em mà. Tại vì nếu mình cho nhau cơ hội thì ở đâu anh cũng không có ngại cả. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Tôi nghe tới câu anh sẽ vì em tôi vô rồi đó. Được, nãy giờ cặp này trò chuyện hợp lý. Sao chưa nghe nói gì tới chuyện tỏ tình đồ, hay là bây giờ buổi hẹn hò đầu tiên sao hết trơn vậy em? Chờ hoài luôn. Chứ không thôi, có nhiều cặp lên đây ngồi nói chuyện cho đã xong rồi bấm nút xong đi ra về chương trình cái là mất tiêu luôn. Chị không muốn vậy, mang tiếng chị mà mai quá à. Mình phải có một cái đánh nhanh rút gọn vô một cái, ít nhất là phải có thiết lập được một cuộc hẹn sau cái chương trình này. Dạ, cái điều đó là điều hiển nhiên rồi chị. Nãy giờ chưa có nghe, tôi rình nó hoài, tôi đâu có nghe đâu. Nếu mà mình có cho nhau cơ hội thì mình có thể nói chuyện ngay trong hôm nay được không nhỉ? Dạ được ạ. Trời, bà dễ tính quá, dễ dãi quá. Người ta kêu một cái cuộc hẹn là cuộc hẹn khác, ngày khác. Còn hôm nay lại cái chương trình đã tạo cho mình cơ hội là cái hôm nay không có tính. Bởi vậy thiệt tình luôn, bởi gái thiệt khổ tâm ghê. Thôi được rồi, bây giờ hồi nãy Tường ra ngoài thì Tường có ngồi chung với người nhà của hai bạn. Hôm nay là ai cũng có dắt người thân đi theo đúng không? Yeah. Bây giờ mình sẽ trò chuyện vài câu với những người thân của mình, xem ý kiến của họ cho cái buổi gặp mặt của mình hôm nay như thế nào nhé. Mời hai bên vào ạ. Trời, nhà gái đông dữ, nhà trai đâu, mình em hả? Trời ơi, đông quá, lấn át quá. Trời ơi, chắc 5-6 cô này trong hình hồi nãy phải không? Dạ đúng rồi chị, đó là một bản thân của em. Rồi bây giờ bên đây mình lép vế mình nói sau đi, bên đây nói trước. Thế tụi em là như thế nào với bạn gái ở đây? Tụi em thì có đây là học từ cấp 3, chơi với nhau từ cấp 3. Còn đây là em họ của bạn em. Rồi. Ê, hôm nay nãy giờ đứng ở ngoài là nghe hết câu chuyện phải không? Tôi nghe nãy cô nào ngồi gần tôi bàn tán dữ lắm. Cái này đó. Bây giờ cho chút xíu ý kiến coi. Em cảm thấy rất là ekip thì rất là chuyên nghiệp. Dạ thì ai cũng vui tính hòa hợp. Còn riêng anh em chính ở đây á, thì cảm thấy hợp với bạn em khoảng 6/10. Chỉ có là cái tiêu chuẩn là bạn này hơi chơi, bạn em lùng là em không thích, nhục nhột đó. Đó chỉ có cái đó thôi, với lại ngoài ra thì không có cái gì để em thấy mọi thứ là ok. Biện minh coi, biện minh đi nhột nguyên một nhóm luôn kìa. Em nói sao mà mấy bạn này nghĩ sao em chê bạn ấy lùng người ta? Vì cái tiêu chuẩn em đặt ra thôi mà. Em không hề chê. Nhưng mà đó là tại ước mơ thôi, ước mơ trong đời không? Đâu có ai đâu ngờ. Mở ra nó khác nhưng mà người ta vẫn ok mà. Người ta vẫn rất là hân hoan đúng không? Rồi, thế vui lên em. Mình dù mình ít người nhưng mình không sao. Có chị Tường, em là gì? Dạ em là anh họ ở trong. Anh đó hả? Rồi hôm nay anh nhìn thấy cái buổi hò hẹn này anh có cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy buổi hò hẹn này nói chung là em thấy bạn nữ vui tính, cũng dễ gần, cũng nói chuyện dễ thương. Với lại em thấy cũng hợp với bạn em, bởi vì nó tính nó ít nói lắm. Nói chung là bù qua sức lại anh thấy cũng rất hợp. Nó có tật xấu gì không em? Không có tật xấu gì, nó cũng không hút thuốc. Nhậu nhạc thì lâu lâu anh em rồi nó cũng làm ít, uống ít vậy nó nghĩ chứ nó không uống nhiều. Nó cũng nó còn cái tính của nó, nhìn nhà tính nó rất là trưởng thành luôn á chị. Vậy mà sao nó ế vậy em? Đi cứ đi làm về là ở nhà, không có thích ra ngoài đường. Ít khi đi chơi, có khi nào mà em lên em rủ cái này là nó mới đi với em thôi, còn là ở nhà biết. Thôi dạo này em đừng rủ nó nữa nha. Mà em hãy điện thoại nên đốc thúc nó chịu khó đi xuống Biên Hòa nha. Nó hơi tình yêu hơi xa xa chút vậy, nó phải có động lực nó mới trưởng thành, nó đi cho nó gió rồi cho nó sạm chút xíu. Rồi em có bồ chưa? Dạ chứ. Em có muốn cười nãy nãy cô nào là cô này nãy ngồi gần tôi phải không? Hồi nãy em vụ này là cái gì vậy? Em like này là lúc đó cái ý gì vậy? Em like vậy?
Dạ thật ra thì em thấy bạn của em với bạn nam á thì thấy có nét phu thê. Dạ nên là em mới like. Vậy bây giờ bốn bạn cử đại diện, giờ mình nói một câu gì đó để mà mình như một cái lời khuyên hay là một lời nhắn nhủ gì đến người bạn gái của mình đi, để ngồi nó cũng đưa ra quyết định chứ. Em có bốn từ để nói với bạn em thôi. Đó là bấm đi đừng ngại, bấm đi đừng ngại. Bấm đi đừng ngại, không bấm tao bấm. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn nha. Rồi cảm ơn em luôn. Quá vui, quá vui. Bây giờ chương trình sẽ có thêm một vài cái trò chơi nhỏ nhỏ dành cho các bạn nữa nha. Bây giờ chúng ta mỗi bạn sẽ bóc một lá bài, coi chương trình đưa ra cái yêu cầu gì. Rồi đọc lớn lên coi nè. Cô bạn gái của bạn bị rớt dây giày hoặc làm rơi giày như lọ lem, bạn sẽ làm gì? Tái hiện thử với bạn đối diện. Hiểu không? Làm liền. Đứng lên em, rồi cởi chiếc giày quăng ra ngoài đó giùm chị đi em. Đó, để coi ảnh làm gì. Giờ rớt rớt xúc chiếc giày ra đi, rồi mình cởi một chiếc giày ra đi. Đó, mình quăng để ra đó. Ừ, đó. Rồi mình đi cà nhắc nè em. Đó, coi bạn trai mình làm gì. Đó, trời ơi, nhỏ này nó cũng ác dữ. Sao quá. Trời ơi, nó ác ghê vậy á. Rồi, đó được rồi. Trời ơi. Đó là thử thách á chị. Ừ, thử thách đó. Cẩn thận hơn nhà em yêu, cẩn thận hơn nhà em yêu. Được không em? Dạ được ạ. Nãy biết vậy chị để đi xa xa tú ngoài kia luôn. Rồi giờ đứng đứng gần coi, hai đứa nhìn nhau đứng gần coi. Chiều cao cân xứng không em? Nãy em nói em mét 8 mà nhiều khi giờ dưới mét 6 là lùn quá đâu gì đó. Rồi giờ sao em? Không, cứ anh em một vài cái dễ thương mà thôi, không tính tới chiều cao nữa chị. Nhỏ nhỏ vậy có gì ta ẩm ta chạy cho nó lẹ, đúng không? Dạ. Hợp lý quá trời. Rồi về chỗ. Tới phiên bạn gái. Chương trình ta chọn người hợp lý muốn chết rồi. Hai bạn có một buổi hẹn hò lãng mạn ở ngoại ô thành phố. Vì một lý do bất khả kháng, hai bạn phải qua đêm ở ngoài. Hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Rồi làm gì nói đi, em muốn làm gì em nói trước đi. Thôi bạn trai nói trước đi, để phụ nữ ta nói sau nè. Thôi cái thử thách cho bạn sao em nói. Ôi, trời ơi, nó làm gì ghê quá trời. Anh nếu ở ngoại ô thành phố, bắt xe về thôi chị. Ừ, bắt xe về. Ta bất khả kháng rồi, ta không về được rồi. Mà đang đi hẹn hò với nhau nữa. Ví dụ như bữa nay đang hẹn ở trên Bủ Long hay gì nè. Rồi đang chơi gì, đang hẹn hò cà phê giống cảnh hay gì đó, làm gì tôi đâu biết. Rồi, dạ. Trường hợp bất khả kháng giờ trong Bủ Long đóng cửa đột xuất, có cái chuyện gì rồi, hai đứa ở trỏng làm gì giờ? Dạ, gọi người thân đến cứu ạ. Ừ, cứu đâu, đã nó bất khả kháng rồi mà cứu. Đi hẹn hò với bạn trai chứ phải bị gì đâu mà đi cứu. Ủa mà lý do bất khả kháng là sao vậy? Ấy là không liên lạc được với người thân. Ờ thì bây giờ là coi như là không có đi rồi, hai bạn chỉ có ở đó với nhau thôi đó. Vậy hai bạn sẽ làm gì với nhau đêm đó? Đưa đây tôi đọc cho rõ coi, bởi vậy bực bội dễ sợ luôn nè. Đây nè, hai bạn phải qua đêm ở ngoài, hiểu không? Coi như mình đang đi chơi, đang hẹn hò nè, mà vì một lý do bất khả kháng nè, hai đứa mình không có đi về nè, hai bạn phải ở qua đêm bên ngoài. Vậy thì hai bạn sẽ làm cái gì cùng nhau trong cái đêm đó? Ví dụ như là chơi bánh đũa, ví dụ như là đốt đèn cầy, hay là chơi bún thung, hay chơi cò cò, hay là ngồi ngắm sao gì đó, thí dụ vậy. Thì em muốn em sẽ làm gì với bạn gái đêm hôm đó? Em thì chắc kêu đồ ăn chứ, ăn tới sáng luôn á chị. Kêu đồ ăn tới sáng luôn hả? Dạ. Nói thiệt lòng coi nè, vậy em muốn làm gì, hai đứa làm gì nguyên đêm? Không biết nói gì luôn á chị ạ. Bởi vì đầu óc đen tối quá à. Em muốn làm gì, hai đứa làm gì nguyên đêm? Dạ thì mình thức tới sáng nói chuyện luôn chị. Ừ, có một cơ hội. Mình nghĩ đơn giản thôi. Cơ hội, đáng lẽ mình hẹn hò là tối mình phải về đúng không? Một cái cơ hội bất khả kháng nào đó, mình không có phương tiện đi về. Dạ. Hoặc là mọi thứ gì đó, thì mình ngồi đó mình có thêm một cơ hội trò chuyện với nhau tới sáng. Dạ. Biết bao nhiêu câu chuyện khi đã yêu nhau rồi, nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện nữa, đúng không? Dạ. Nghĩ chi đầu óc đen tối vậy? Ăn gì mà ăn tới sáng? Ăn thịt nhau à? Cười hay lắm. Rồi thôi cũng tạm được đi, mấy bạn này còn trẻ còn ngại ngùng, đầu óc đen tối quá. Chương trình này có để sẵn đây cho các bạn ha, máy tính giấy với hai cây viết, chắc là có ý đồ muốn vẽ, muốn viết, muốn làm thơ gì trên đó đó. Hai bạn muốn viết gì cho nhau đọc rồi viết đó. Trong vòng một phút các bạn hãy làm một cái gì đó để tặng người bên kia làm kỷ niệm. Sao bên đây ngắn gọn quá vậy đó. Trao nhau làm kỷ niệm đi rồi đưa lên. Đưa lên máy quay coi là cái gì. Đọc đi cưng. Cái này là cái gì vậy? Bấm nút nhanh mặt cười. Còn cái này là cái gì? Mặt cười. Thôi ra mặt cười hả? Dạ. Còn cái trái tim mà có chỉ chỉ là ý gì? Tim có gai. Tim đang rung động hả vậy? À rung động hả? Trường dịch hay dữ vậy.
Cái đó, ủa tim đang rung động á hả? Dạ. Ủa cái tim mà có chỉa là tim sao? Tim xù lông nhím hay? Dạ, tim đang rung động ấy chị. Thiệt luôn hả? Xạo nữa. Lúc em vẽ cái trái tim em chỉ này là ý em là gì? Tim đang phát sáng hay là gì? Dạ, tim đang phát sáng à. Là đã tự cho bản thân và cũng là cho nhau một cơ hội. À, chuyện như vậy. Còn trái tim em sẽ trả lời trụ lụi vậy? Anh trai cái bà mình trái tim thôi kìa. Thì tới đây là cũng là chương trình tạo cơ hội là cũng tạo cho mình một cái duyên rồi. Dạ. Nên thì anh hy vọng là chúng ta sẽ trao cho nhau những sự yêu thương đầu tiên. Và bằng việc là bằng bấm nút. Mình bấm nút nha anh. Trời, bà cứ bấm nút hoài, sợ tao không bấm hay gì đã viết tờ giấy rồi mà còn bấm nút nha anh nữa. Rồi tự đặt tay vô nút bấm đi. Cặp này chắc tôi khỏi đếm luôn á. Bỏ tay vô. Có cần nhắm mắt không? Chứ người ta là nhắm mắt đó. Hay hai đứa nhìn nhau luôn đi, nhìn thẳng vào nhau đi. Mình phải làm khác biệt chút xíu. Một, hai, ba. Bấm nhanh, bấm nhanh mà bấm cũng chậm hơn người ta. Nó thiệt chán phù ghê luôn. Thôi tại lùng á, với không tới. Bấm cái lực hơi yếu. Thông cảm nha cưng nha. Thì rồi, mời hai bạn về một đây đứng. Rồi, xứng đôi dễ thương ghê rồi, nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim nè. Bác nữa hẹn hò đó, coi phim luôn. Rồi, gửi cho em một món quà để làm đẹp của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Em cảm ơn. Bây giờ hai bạn nè, hãy gửi tặng cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh hôn nha. Dạ. Để khom xuống nè, đó. Vậy mới có hành động chứ, đừng mình nếu mà ngang mình có đơn giản quá không? Ủa gì phải xòm xuống rồi vậy mới được. Dạ. Nhỏ kia muốn thì nhón lên nha. Alo chị ơi, chị Hoa à? Dạ vâng, mình chào bạn. Dạ vâng, bây giờ chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán cũng như nghề nghiệp nhá. Dạ vâng. Chào chị và chào mọi người. Mình tên là Lò Thị Thanh Hoa. Mình 29 tuổi, mình sinh năm 94, mình ở Trung Tiên. Hiện tại thì mình công việc chính của mình là kinh doanh online. Chị ở đâu nhỉ? Mình ở Điện Biên ạ. Điện Biên rồi. Kinh doanh online thì chị sẽ chủ yếu kinh doanh những mặt hàng nào? Dạ, mình bán mật ong rừng này, măng, miến, nấm, đồ đặc sản Tây Bắc, Điện Biên, gạo, nước ạ. Đặc sản Tây Bắc. Dạ. Rồi. Chị là một cô gái như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh của mình thì mình sẽ nói điểm yếu trước nhé. Thực ra mình điểm mạnh cũng chưa biết điểm mạnh chỗ nào. Điểm yếu của mình là mình khá là nóng tính. Mình hơi nóng tính ạ. Còn nóng tính và cục tính. Nóng tính và cục tính. Còn điểm mạnh của mình thì trong mình dễ giận nhưng mà mình cũng dễ nguôi ấy, mình hòa đồng, không thù dai, và trong công việc thì mình rất là nhanh gọn, dứt khoát. Rồi, vậy thì nóng tính với cục tính ấy thì thường những cái giây phút như thế này thì chị sẽ giải tỏa nó bằng cách nào? Là mình sẽ im lặng và mình đi đến một nơi mà mình thích ấy, xong mình ngồi mình suy ngẫm hoặc nghe nhạc hoặc là uống nước để mình giải tỏa, xong rồi mình về. Chứ mình nóng tính nhưng mình không có quát mắng mọi người, không có gì hết. Mình có đập phá đồ đạc gì không? Dạ không. Rồi. Trước giờ là chuyện tình trường của mình như nào nhờ chị Hoa? Hiện tại mình là mẹ đơn thân, mình có con trai là hơn 5 tuổi. Con trai đang ở với chị? Đúng rồi, con trai ở với mình ly hôn được hơn 3 năm rồi. Ly hôn hơn 3 năm. Vâng. Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu năm ạ? Mình sống với chồng mình gần một năm. Gần một năm rồi, xong rồi không hợp nhau, sẽ là ly thân được một khoảng thời gian tầm 2 năm thì mới đứt hẳn đấy. Cái lý do là sao mà sống với chồng mới một năm thôi mà mình đã xích mích và ly thân ạ? Thứ nhất là bất đồng về quan điểm, không nói chuyện, nó không hợp nhau, và cái công việc nó cũng khác nhau. Chồng mình ra trưởng ấy,
gia trưởng độc đoán với lại công việc của mình thì nó cũng nhiều lúc nó khá là nhạy cảm nên là không được thấu hiểu cho mình ấy. Và đặc biệt hơn, quan trọng hơn là gia đình chồng mình không thích mình vì mình là người dân tộc. Người gia đình chồng mình là ở Phú Thọ, là người ở Phú Thọ ấy, là người Kinh, còn mình là người dân tộc Thái. Gia đình chồng mình không thích mình vì mình là người dân tộc Thái, với lại là hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nữa, nên là mình cảm thấy mình không được tôn trọng về thế này. Với lại như là mình quyết định là mình sẽ dừng lại, chồng mình không tôn trọng. À dạ. Rồi, ok, cảm ơn chị. Bây giờ chị mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào ạ? Mình thích mẫu người là hiền. Hiền này, bao dung này, một bạn nào hiền lành này, bao dung, có lòng trách nhiệm và kèm theo một chút là có hài hước một chút nữa thì càng tốt. Mình rất thích người hài. Rồi. Về ngoại hình đi, ngoại hình chị biết sao? Ngoại hình thì không quá mập cũng không quá béo, và cao hơn mình là được. Mình thì cao 1m52 thôi, thì chỉ cần bạn ấy cao hơn mình là được, còn chiều cao nào cũng được nhưng chỉ cần hơn mình là được. Rồi. Anh ấy là người vùng miền nào thì ok với chị ạ? Miền Bắc ạ. Người miền Bắc. Dạ vâng. Nếu mà bây giờ có một chàng trai ở khoảng Hà Nội thì chị có đi theo anh ấy xuống đây Hà Nội được không? Nếu mà hợp nhau, hợp duyên nhau thì mình đi được. Bởi vì thứ nhất là con mình lớn rồi và con mình cũng có, nói chung mình cũng có tài sản, nó cũng có tài sản riêng rồi ấy. Với là con mình có mẹ mình chăm mọi thứ rồi. Ví dụ giả sử mình mà hợp gặp có duyên mà mình đi lấy chồng xa thì thứ nhất là con mình cũng không theo mình, không, bởi vì không phải là mình không yêu thương mà là bé có một cái tự lập riêng rồi, có được cái định hướng riêng từ bé ấy. Vâng, nên là với mình thì lấy chồng ở đâu hay như nào nó không quan trọng, quan trọng là người đấy thương mình không, có lòng trách nhiệm không, gì đó thôi. Dạ rồi. Ok, cảm ơn. Chị có văn nghệ ca hát gì được không nhỉ? Mình thì hay làm hài, hay diễn hài, nhưng mà nói chém gió đấy. mình không biết văn nghệ ca hát. Dạ vâng, hài diễn hài. Tấu hài kiểu vui vui đấy đúng không ạ? Chém gió hài hài á. Mình hay quay TikTok hài hài ấy, thì mọi người cũng bảo là nghe nó hay. Còn cũng khó tả nhỉ. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị Hoa nhiều nhé. Hôm nay là cái buổi đầu tiên để mà làm quen chia sẻ ấy. Thì có gì tìm được người phù hợp thì chương trình cũng sẽ liên hệ với lại chị ha. Dạ vâng ạ. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị Hoa. Vâng. Dạ, chào chị. Rồi, xin chào chị ha. Bây giờ đầu tiên xin mời chị giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình giùm em ạ. Chị là Bùi Thị Dược, em quê quán thì ở Hòa Bình. Hiện tại thì mình đang là giáo viên và đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh ấy. Chị tên gì đọc lại giùm em ạ? Bùi Thị Dược em. Bùi Thị Dược hả chị? À đúng rồi, em nghe rõ không? Chị nói lớn là giùm em tí nha, em đang nghe không rõ, em mới hỏi lại. Rồi cho em hỏi chị sinh năm bao nhiêu ạ? 79 em. Rồi chị gốc Quảng Bình hả, mà đang làm ở Sài Gòn. Chị làm ở đâu ạ? Hòa Bình em. Chị đang làm ở Quảng Bình. Chị là giáo viên cấp mấy ạ? Đang làm giáo viên mầm non đấy. Dạ. Là chị đã chuyển vào đây hộ khẩu luôn chưa hay là còn ở ngoài quê á chị? À chưa, hộ khẩu mình vẫn ở ngoài quê. Dạ, vậy có dự định về quê không? Không, mình ở trong này luôn. Dạ rồi. Ok chị, bây giờ mình chủ động mình chia sẻ giùm em điểm mạnh, điểm yếu nè, rồi cái đường tình duyên của chị. Đường tình duyên lưu ý giùm em là chia sẻ cụ thể nha. Mình lý do làm sao mình chia tay, mình tâm tư, tình cảm mình nói ra để tụi em hiểu ha. Rồi đúng rồi, chứ đừng có nói tại chị không muốn nhớ tới nên chị không nói đâu thì chắc chết. Và tụi em biết để tụi em tìm cái người tiếp theo cho chị được tốt hơn thôi. Ở đây thì có ekip của chương trình thôi chứ không có ai hết. Nên là chị cứ thoải mái để chị chia sẻ ha. Rồi em mời chị ạ. Thì mình thì nói chung là điểm mạnh của mình thì mình hay giúp đỡ mọi người, còn điểm yếu thì mình nói chung là chưa đám đông thì mình hơi nhút nhát một tí.
không được tự tin cho lắm. Với lại thì có nghĩa là hay quên thế thôi. Còn về mặt tình duyên thì mình có nghĩa là mình cái mối tình trước của mình với ông xã thì kiểu bất đồng quan điểm, em không có quan điểm chung, cùng quan điểm chung ấy, với lại người Bắc ấy, người Bắc ấy thì người ta hay gia trưởng, với lại là kiểu người ta hay lăng nhăng gái gú này kia đấy. Là chị đã từng kết hôn chưa chị? Rồi em. Chị chia sẻ về cái hôn nhân đó luôn giùm em ha, ly hôn năm nào rồi ở với nhau bao lâu, có con hay không, cụ thể ra luôn ạ. À, mình có một bé gái, năm nay thì cháu 21 tuổi rồi. Mình ở với nhau thì được 6 năm. Và ly hôn là 2006 luôn. Lý do ly hôn thì có nghĩa là hai người không cùng quan điểm, mà tại ông xã ít tuổi hơn mình ấy. Ít hơn nhiều tuổi không chị? Ít hơn 2 tuổi em, lại kiểu như là người ta bất đồng quan điểm, người thì ở nhà không đi làm việc xã hội, người thì ra xã hội ấy, thì nó không có cùng quan điểm ấy, sai lệch như kia thì nó hơi khó sống một tí. Chị ly hôn là được mấy năm rồi chị? Từ năm 2006 em. Rồi vậy thì 06 tới nay cũng lâu rồi mà, chị có tìm hiểu người nào nữa không? Có tìm hiểu một anh bộ đội nhưng mà anh vừa mất cách đây hơn 1 năm do là anh bị ung thư ấy. Dạ. Xong lại từ lần đấy Rồi. cảm thấy nó buồn Ừ. quá, trắc trở quá nên để thôi dừng lại. À nhưng mà quen bao lâu, quen anh bộ đội lâu không? Có quen được 1 năm rưỡi em, có nghĩa là từ cái đợt Covid đấy. Dạ. Hết Covid xong một cái là phát hiện anh phát hiện là bị kiểu như là xơ gan ấy. Xong được 3 tháng sau là mình vào Sài Gòn, kiểu mình đưa cuốn vào Sài Gòn, không như mình ở trong này đâu, vào cái cuốn học trong này ấy. Thế ở ngoài kia thì bảo là anh nằm viện rồi, được 2 ngày sau thì bảo vào phòng cấp cứu thì bảo là anh mất, thì hỏi ra thì bảo là ung thư, nhưng mà lâu anh không ân dấu, anh không cần biết ấy. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào ạ? Mình muốn tìm một người có công việc ổn định nhưng mà lại biết quan tâm gia đình, đừng có lăng nhăng là được. Rồi ngoại hình thì sao chị? Tuổi tác, quê quán, công việc luôn. Ừ. Công việc thì nói chung là có công việc ổn định là được em, mà phải có nhà có cửa ấy. Có nhà Chung cửa trong là Sài Gòn hả chị, hay ở quê được không? có được, quê đâu cũng được em, nghĩa là có nhà có cửa, có Ừ. chỗ ở. Mà nói chung là ưu tiên, ví dụ này ta được ăn bộ đội thì tốt quá, chị lại thích máu người ông bộ đội cơ, già già Bộ một tí đội đấy. thì đang không có đâu nha chị ơi, nói luôn cho chị biết, bộ đội thì tìm ở ngoài giùm em, chứ bộ đội hồi xưa mình cũng có làm, nhưng mà nó là những số quân đội được đặt hàng mới làm chị ha, nên là hiện tại là không có, nên chị đừng hy vọng. Em Tại nói mình luôn. Ừ. rồi cảm ơn em, rồi thấy nghiêm túc hơn đấy, để mấy anh Dạ, đúng rồi. mình thấy mình thích mọi người nghiêm túc ấy, chứ còn mình quen mấy người ấy thì cũng hơi sợ sợ em ạ. Tại mình lên chương trình chỉ biết là ở trên này thì người ta ấy là, nhưng mà đằng sau nhiều người cũng giả tạo lắm em. Cái đó chị phải tìm hiểu thôi, ở bên ngoài hay trên truyền hình cũng vậy chị, mình phải có cái sự tinh tế, mình tự mình học cái cách để mình tìm hiểu người khác, chứ chị đâu có bắt người ta không lừa chị được đâu, đúng không? Chị Thì tìm hiểu cũng nói vậy thôi, chị đã có kinh nghiệm hơn người ta rồi, một cuộc hôn nhân, một mối tình rồi, thì mình rút ra được cái gì để mình tìm hiểu chứ. rồi Ừ. Thậm chí là chương trình tụi em làm có giấy tờ hẳn hoi đảm bảo với chị giấy tờ, nhưng mà chắc gì mấy người đó không có vợ bé, vợ hai, vợ năm, đúng không? Tụi em không chị đảm bảo vấn đề đó nha. Ừ. nghĩ Tìm hiểu là phần của chị, cho nên là chị hãy mình học cái cách tìm hiểu, chứ mình đừng có mong là điều đó không tới với mình, ai cũng gặp hết trơn á thì nha chị đấy. nha. Ừ Rồi, đó, rồi vậy thì nên em mới hỏi là cái mong muốn của chị là cái gì á, ví dụ bây giờ anh đó làm tài xế bảo vệ được không, hay là chị muốn phải dân trí thức, hay là như thế nào, còn cái cảm quân đội nó cũng chưa có phải là cái quyết định về cái nhân cách đâu chị nha, nhiều người quân đội nhưng mà cũng tùm lum lắm, không phải ai đúng cũng vậy đâu. rồi, Chị hơn chị hơi gặp nhiều khi cái người ok, thì cái chị nghĩ cái hình ảnh đó nó mang cái đó, tại vì em làm chương trình đủ thứ kiểu luôn á, nên nói cho chị biết kinh nghiệm chút xíu. Dạ rồi em ơi, né tài xế với lại ấy ra nhé, bảo vệ ra rồi, còn lại thì những cái ngành khác được hết đúng không, được hết rồi, rồi chị theo chồng được đúng không? được các bạn, À, theo chồng ở đây là về Bắc rồi cũng được chị ha. được rồi Ừ, người Bắc cũng được rồi, ok chị còn yêu cầu gì nữa không ạ? em ạ.
À, cái vấn đề anh đó ly hôn thì sao chị? Không phải chấp nhận em tại vì mình đã ly hôn rồi mà. Đúng rồi, ok chị. Rồi được rồi, nếu được chọn thì bên em liên lạc lại cho chị sau ha. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Dạ em. dạ dạ Cá tin chưa ha? Dạ vâng ạ. Rồi mình để làm sao để bên chương trình có thể thấy rõ mặt của mình nha. Và một nhóm ở đây chỉ là biên tập và sản xuất của chương trình thôi. Dạ vâng ạ. Ừ, Thảo đâu rồi. không đâu. Rồi mình ok chưa ạ? À? Xung quanh mình là có nhiều người lắm hay sao bạn? À, tại em đang ở trong văn phòng á. Dạ Ừ. rồi, chị. Rồi ok. Ở đây thì chỉ có biên tập và sản xuất của chương trình thôi. Cho nên là em cứ thoải mái vui vẻ chia sẻ ha. Nhìn thẳng vào camera điện thoại. Tại vì tụi chị cũng sẽ quay là một cái đoạn clip ngắn á. Nên là cứ vui vẻ chia sẻ nha. Ừ, để cho chị thấy rõ mặt em một xíu đi. Để đẩy điện thoại hơi hơi xa xa tí. Dạ rồi. Rồi, ok, mời em giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Đóng cửa em chị cái. Chị đợi em một chút xíu nha. Dạ, em nghe rõ là chị. Rồi mời em bắt đầu luôn nha. Vâng. À, hiện tại là em đang ở Long Thành, Đồng Nai. À, Em ơi, cái khúc mà em giới thiệu đầu nó bị mạng yếu á, đứng á. À, em giới thiệu về họ tên tuổi lại nha. dạ rồi, bắt đầu lại chị hả? Đúng rồi. À, xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Lê Thị Tị. À, em sinh năm 1989. À, hiện tại em đang ở tại Long Thành, Đồng Nai. À, công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Tị của mình là y dài y ngắn ta? Y dài ạ. Ừ, rồi nhân viên văn phòng cụ thể là mình làm về cái gì? Hiện tại em đang làm nhân viên thu mua tại một Ừ công ty nước ngoài. ừ rồi, công ty nước ngoài. Rồi ok, mình làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Hiện tại thì thu nhập của em thì tầm khoảng trên 10 triệu chị. Ừ, rồi ok. À, bây giờ mời bạn nói về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Và điểm mạnh của em thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng, thích giao lưu với tất cả mọi người. Cũng thích hát, thích du lịch. Ừ. Chà, thích hát thường thích hát thể loại gì? À, em thì thích vào bolero. À, hát thử một đoạn cho mọi người cùng nghe đi. Hát luôn hả chị? Đúng rồi, hát luôn mấy câu thôi, đoạn ngắn thôi. Điện thoại nghe quá em không thuộc lời. Trời ơi, mấy câu thuộc, mấy câu tủ thôi. Để xem thử cái sự chủ động của mình á. Chị em phải hỏi với chị đại em một xíu được không? Rồi vậy thì để chia sẻ tiếp đi ha, rồi cuối cùng là mình kết thúc bằng một câu hát nào đó cũng được. Vâng. Về cái chuyện tình trường của mình thì như thế nào? Trước đây trải qua mấy mối tình rồi, quen bao lâu sao mà chia tay, mình chia sẻ nha. Thì mối tình của em thì thời học sinh thì đó là cái thời khoảng học sinh thì mình không nói, nhưng mà sau khi trưởng thành thì em có một cái mối tình cũng kéo dài rất là lâu, cũng khoảng gần 10 năm. Nhưng mà sau khi mối tình đó anh quen ở tại thành phố, trong cái quá trình đi làm và học tập tại thành phố, sau đó thì em đi về quê. Dạ, thì khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian lâu dần thì nó sẽ tạo ra nên một cái khoảng cách chung giữa hai người. Thì em thì cũng do tập trung vào công việc và sự nghiệp của mình nhiều hơn, cho nên là dẫn tới là cái tình cảm nó không được vun đắp, và nói chung là tụi em chia tay trong hòa bình. Dạ. Ừ, rồi là bao lâu rồi mình không quen ai? Em ạ, Bao lâu rồi là mình không quen ai?
Em khoảng 3 năm rồi. Ừ. Ví dụ mình làm ở trong công ty thì không có đối tượng nào phù hợp hay sao? Dạ, chắc là tại vì do công việc, cái tính chất công việc của em á, nó cao. À, giống như là em cũng sau khi xảy ra cái vấn đề là chia tay, cho nên là em cũng sống rất là thiên về nội tâm nhiều hơn. Ừ. Rồi bây giờ là mình mong muốn tìm kiếm một người như thế nào để phù hợp với mình? À, thì nói chung là cái này thì em thì không có đòi hỏi gì cao, chỉ quan trọng là người đó cũng tính tình thì cũng vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm tới người khác, biết lắng nghe và thấu hiểu về cái người bạn gái của mình nhiều hơn. Bề ngoại hình thì như thế nào? Ngoại hình ngoại hình thì em không yêu cầu, tại vì nói chung là quan trọng là tính cách có hợp với mình hay không, chứ còn ngoại hình thì cao thấp mập ốm như thế nào á, cao thấp mập ốm sao á? Chị đang nói về chiều cao luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi chứ, đúng rồi. Tại vì chị sẽ gặp cái chàng trai đây trước cho em mà. Dạ, thì chiều cao thì em chỉ không quan trọng lắm, chỉ còn 1m6, không dưới 1m6. Rồi. Dạ, nói chung là vừa rồi khoảng chừng 65-70kg, không mập quá, cũng không ốm quá. Ừ. Còn em là mình là chiều cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Em là 1m59, nặng 63. Ừ. Rồi, ok. Rồi là tuổi tác vùng miền của người này như thế nào? Dạ, miền Nam chị, miền Nam. Hoặc là nói chung là ở Đồng Nai hoặc là Hồ Chí Minh thì được. Rồi. Tại vì em còn mẹ cho nên là em không thể nào đi xa được. Ừ. Rồi, tuổi tác, công việc thì mình có yêu cầu gì không? Cái này là mình yêu cầu là mình cứ đặt ra hết luôn nha. À, dạ, công việc thì nói chung là cũng là công việc nhân viên văn phòng. À, nói chung là công việc thì cũng không có đòi hỏi gì cao, chuyện cũng để đảm bảo được cuộc sống của mình, không lệ thuộc vào ai. Ừ, rồi, ok. À, giờ đã bình tĩnh chưa? Có thể ca hát này kia được chưa? Hát thử nghe coi chất giọng của mình như thế nào ha. Rung quá làm sao hát rồi chị. Rồi em, vậy em cứ hát chị ha. Rồi mời mình bắt đầu luôn. Dạ. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ước riêng mình bên lo, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vai, mong thấy ai mỉm cười, làng môi xinh tuyệt vời, để rồi buông ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Yeah. Rồi, ok, cảm ơn chị Tị ha. Thì có gì mình đợi thông tin từ chương trình nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, mình cắt xong rồi đó, mình có thể thoát ra cuộc gọi được rồi. Dạ, xin chào chị.